Xin chào ông bà cô chú anh chị, trả lời thủy farm radio gần dưới đề. Đây táo nè mà cô chú anh chị, quá trời quá sáng luôn. Cái này là nhà Kim á, Kim cho thủy đó. Qua lụm về, trời ơi thủy lụm chắc cả tấn táo về cho bò với heo ăn luôn á ông bà cô chú anh chị. Rồi đây là táo, bây giờ thủy vừa sấy khô ha, vừa sấy khô táo. Bây giờ thủy sẽ lấy mấy trái táo này ra để thủy làm gì ông bà cô chú biết không? Thủy làm giấm, giấm táo. Đây là nhà thủy nè, hái vô nè, để dành để quá trời luôn. Nó ở bên đây một thùng, mà hai ba thùng bên kia để ăn từ từ đó. Mấy cái bí này nó lâu lâu ấy lắm không mà cô chú anh chị. Mấy cái bí này nè, mình chẻ ra làm đôi, cái mình gửi anh chẻ ra làm đôi, mình bỏ chút đường vô, mình bỏ vô cái máy nướng á, mình nướng ăn là ngon lắm. Người Mỹ hay ăn kiểu đó. Còn cái này thì thủy xào với tôm khô hay là thủy nấu canh tôm khô. Ngon thôi là cắt ra lăn bột, chiên bột. Chồng thủy thì thích mấy món đó thôi à. Đó. Thủy cho vô đây thủy rửa ha. Thủy cho chút muối vô đây thủy rửa. Ở đây thủy rửa sẵn rồi nè. Cái này là để thủy cắt ra cái thủy sấy khô á. Đây nè, thủy lấy cái hộp nó ra rồi đó. Trời ơi nó ngọt dữ lắm nha. Mà sao táo nè. Mình lấy cái mình cắt ra một chút, mà mình làm muốn nhanh là nó bị vàng ở trong vậy nè mà của chính chị. Rồi bây giờ thì sẽ cho miếng muối vô đây. Thủy nghĩ nhiều đây chắc đủ, cho nên cho thêm mấy trái nữa sẽ đủ luôn. Giờ thì cho chút xíu muối vô đây. Rồi thủy rửa, thủy rửa cái da nó. Lúc mà thủy sấy táo á cũng vậy nữa, thì phải rửa xong rồi thủy ấy muối rồi thủy rửa cho nó khô, xong rồi thủy lau khô xong thì mới cắt bỏ vô sấy đó. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó mê lắm không mà còn chứng gì. Đây bây giờ thủy rửa xong, giờ thủy lấy cái nước thủy rửa qua một cái nữa cho cái nước muối nó ra đó mọi người. Bây giờ thủy chuẩn bị làm không mà có chứng gì ha. Đó bây giờ ở đây thì có cái hũ này nè, cái hũ này để nè, có cái nắp nó cứng ghê luôn á. Xong rồi ở đây thì có khoảng 500g đường và một chén rượu trắng. Rồi ở đây thì có táo nè. Táo này thì rửa qua muối rồi. Thì rửa qua muối, rửa lấy xong hết rồi. Bây giờ có trái thì thì đã lấy cái ruột ra rồi, cái hạt ra. Còn bây giờ thì sẽ làm tiếp ha. Này. Rồi. Buổi sáng đó, các bạn, cho nên là thủy cũng còn theo mặt độ trong nhà, không có quay cái mặt. Đây bây giờ cái trái táo vậy ha, thì có cái cây vậy nè, cái thủy chọt nó xuống để mình lấy cái ruột á nè. Đó, mình lấy cái ruột nó ra. Đây đây là cái ruột của nó nè, rồi nó được nguyên một lỗ vậy luôn ha. Vậy là xong, rất rất nhanh gọn lẹ. À, tại vì cái này là thủy cũng làm mấy năm rồi, cho nên dụng cụ là thủy cũng có sẵn rồi. Cái này là thủy hay để làm sấy táo khô cho con thủy ăn đó, cho nên là hả cái cây này nó rất là tiện lợi. Rất nhanh luôn, khỏi cần phải thay bấy. Đây đó, cái gục nó dậy xong rồi. Rồi bây giờ thủy cứ làm tiếp vậy thôi. Xong rồi cái cắt ra thì bỏ vô cái hũ này nha ông bà cô chú anh chị. Lấy cái này ra đó ông, thì bây giờ đây là cái hũ này nè, nếu như bây giờ thì cắt ra. Rồi coi nha ông bà cô chú, mình cắt kiểu dày cũng được mà cắt kiểu dày cũng được ha. Nè ở trong nó như vậy nè, bây giờ cắt nhỏ nhỏ ra như vậy. Rồi thì bỏ luôn cái hũ như vậy nè đó. Rồi thì nghe nói á, cái táo này thì mình uống trị bệnh này bệnh kia, rồi giảm cân nữa để thì làm mà. Rồi xong rồi uống nữa, tại vì mình lớn tuổi rồi, cái nào mà thấy tốt cho sức khỏe thì làm thôi. Ăn cây nhà lá vườn, trời ơi nó nhiều quá ở bên đây nè ông bà cô chú anh chị thấy không, cắt ra chút xíu là nó bị vậy đó. Táo mà là phải chịu thôi, nhưng mà trời cái này nó ngon lắm, cái này nó ngọt, nó ngon lắm. Cây nhà lá vườn ông bà cô chú anh chị ơi, cho nên là uổng quá. Đây là nó còn cái hộp.
Để thì lấy cái hộp của nó ra. Rồi lúc mà không kỹ mình phải coi nè. Đó, rồi cây nhà lá vườn á. Cho nên là mình tìm cái gì đó mình làm. Làm để mình có mà mình là sử dụng ăn chứ bỏ uổng quá. Rồi, khoảng nhiêu đây ha. Khoảng nhiêu đây. Đó, rồi bây giờ thì sẽ cho phân nửa đường vô. Rồi thì sẽ cắt thì cho tiếp vô. Quá trời bự luôn cái trái táo này, trái tay nó quá xá luôn á mọi người. Nói chung là bây giờ mình muốn làm cái gì cũng được hết trơn, nó dễ lắm, không khó. Lấy cái trái bự nè, rồi hộ cái trái táo. Quá xá là quá xá luôn rồi. Rồi cỡ này thôi, chắc sẽ nghĩ cỡ này thôi nè là được rồi đó. Chứ mà nó đầy quá mà mình lấy nước vô. À, bây giờ thì sẽ cho nước vô ha. Cho nước vô ngập ngập đó. Rồi bây giờ thì cho hết phần đường này vô đây. Cái phần đường còn lại nè, nó cỡ này là được rồi nè. Đó, nên nước ngập ngập chút xíu. Đồ nhìn nó đã. Rồi bây giờ thì cho củ trắng vào ha. Đây là củ trắng. Cho khoảng cỡ này củ trắng vào. Đó, là bây giờ chị sẽ để cho nó ngập ngập nước chút xíu ha. Rồi được rồi đó, cỡ này là được. Để xin lấy cái đồ thì ép nó xuống. Rồi vậy là xong rồi cái phần làm giấm táo của thì là xong rồi. Bây giờ đẩy lại thì sẽ để đó trong vòng khoảng 1 tháng 2 tháng là bắt đầu mình có giấm mình xài ha. Đây một hũ giấm táo. Vậy là được rồi. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã kéo vào channel của Thủy nha. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Cái này phải để đến Tết mới có ông bà cô chú anh chị ơi. Chắc hồi Thủy đi mua 1-2 cái hũ nữa thì ngâm nhiều nhiều để dành xài. Tại táo quá trời nhiều rồi, sấy nữa nè. Thủy đang sấy nè. Đó, sấy hoài luôn. Ngày nào cũng sấy hết, một ngày là được một bịch luôn. Đó, một cái dĩa này là được 7-8 trái ha. À, một cái dĩa này là 7-8 trái này nè. Rồi xong, cảm ơn mọi người nha. Bye bye.